Quá sốc với con rồng bạch long xuất hiện giữa nhà, nhìn xuống dòng máu đỏ lợm dưới bụng mà hoảng hốt khi biết chân tướng. Không tin vào mắt khi đây là con rồng có thật như trong truyện truyền thuyết khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Mới đây tại Đài Loan, một con vật có hình dạng kỳ lạ đã bất ngờ xuất hiện trong nhà người dân với một vết thương trên bụng. Nhìn hình dáng bên ngoài trông nó giống như con rồng trong truyền thuyết. Móng vuốt sắc nhọn và chắc khỏe, toàn cơ thể là một màu trắng vuốt với hai chiếc râu dài và sừng bên trên. Chiều dài cơ thể của nó gần 3 mét. Mặc dù xuất hiện khá bất ngờ, nhưng con vật không gây hại cho con người. Thậm chí rất nhiều người tò mò đều đến hiện trường để nhìn thấy con vật có 102 như trong truyền thuyết. Hiện tại, cũng cần thời gian để xác định chính xác danh tính con vật và vết thương trên cơ thể nó. Theo Daily Mail ghi nhận, một tiệm bánh tại Malaysia có tên là Kaskep vừa cho lên kệ chiếc bánh lấy ý tưởng từ việc nặng mụn nhằm thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mặt bánh được trang trí giống với khuôn mặt của một cô gái theo phong cách hoạt hình. Họ điểm xuyết trên mặt của bánh rất nhiều nốt mụn đỏ. Kỳ dị hơn, bạn còn có thể dùng tay nặng những nốt mụn này và nhân mụn màu vàng sẽ trồi lên từ từ như thật. Sau khi tiệm bánh này chia sẻ đoạn video lên trang fanpage chính thức của họ, hàng loạt cư dân mạng đua nhau chia sẻ và bình luận về ý tưởng kỳ quặc nhưng cũng cực kỳ thú vị này. Nhiều người không giấu nổi sự kinh khiếp khi thấy nhân mũ trồi lên y như những clip nặng mụn trên mạng. Kinh quá, nhìn vậy mà còn nuốt được nổi mới ghê. Một số bình luận nói, tôi chết luôn đây, việc chia sẻ clip nặng mụn tràn lan vẫn còn chưa đủ khủng khiếp hay sao? Trông như thể người ta sẽ ăn luôn được đống mũ đó vậy. Mặc dù bị chê bai bởi khá nhiều người, nhưng chiếc bánh này lại được bán khá chạy tại cửa hàng trên. Có vẻ số lượng người yêu thích việc nặng mụn đã áp đảo và việc sở hữu một mô hình thu nhỏ giúp tận hưởng cảm giác sung sướng khi nhìn cồi mụn trồi lên chỉ là chuyện vặt. Năm ngoái, một tiệm bánh ở California, Mỹ có tên Blessed by Peking cũng đã cho ra lò loại bánh nặng mụn này. Tuy nhiên, nó chỉ là một chiếc bánh cupcake cỡ nhỏ, bên trên là một cục mụn và bạn hoàn toàn có thể dùng tay để nặng nó ra. Còn tiệm bánh ở Malaysia thì chơi trội hơn khi phát triển nó thành một phiên bản hoàn chỉnh. Loại bánh nặng mụn của tiệm bánh ở Mỹ sử dụng một lớp bánh màu nude phủ lên trên mặt bánh, ở giữa nhồi một cục mụn màu kem. Người mua chỉ cần dùng tay bóp nhẹ là nhân mụn sẽ trồi lên. Hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn cảm giác chân thực y như nặng mụn trên da mặt. Được biết, chủ tiệm bánh Blessed by Peking ở Mỹ có ý tưởng làm bánh theo phong cách nặng mụn này là vì muốn giao lưu với tiến sĩ chuyên nặng mụn, chủ nhân trang Dr. Pimple Popper, cực nổi trên mạng xã hội. Vị tiến sĩ này có tên Sarah Lee, làm nghề chăm sóc da được hơn 10 năm và trở nên nổi tiếng nhờ việc thường xuyên đăng tải những đoạn clip ghi lại cảnh cô nặng mụn cho khách hàng. Rất nhiều người thích xem những clip nặng mụn của Sarah Lee. Có người cho rằng hễ xem là sẽ cảm thấy nghiện và thi nhau chia sẻ clip về trang cá nhân của mình cho bạn bè cùng xem. Rất nhiều các loại trái cây, bạn chỉ cần bóc lớp vỏ bên ngoài là có thể ăn được, vô cùng đơn giản như chuối hay cam, quýt. Thế nhưng có những loại quả khiến chúng ta phải mất thời gian bổ, rồi bào, rồi gọt, rất mất thời gian, chẳng hạn như quả dưa hấu. Tuy nhiên, anh chàng trong video được đăng tải trên mạng xã hội gần đây sẽ giúp bạn có thể ăn dưa hấu một cách dễ dàng và không tốn thời gian. Nếu chỉ nhìn thấy hình ảnh dưới đây, bất kỳ ai cũng sẽ tò mò xem làm cách nào mà anh chàng này có thể bổ được quả dưa hấu như vậy. Thế nhưng sự thật hoàn toàn không như bạn tưởng tượng. Mark Rober là một cựu nhân viên NASA. Để làm cho cuộc sống đơn điệu của mình trở nên vui vẻ và thú vị hơn,
Mark đã tự mình thực hiện rất nhiều đoạn video ghi lại những mẹo nhỏ hay những trò đùa với thức ăn, thực phẩm và đăng tải lên trang YouTube của mình. Hầu hết các đoạn video của Mark đều có tính ứng dụng thực tế, số còn lại thì mang tính hài hước với mục đích đem lại niềm vui cho mọi người. Do đó, trang YouTube của Mark nhận được rất nhiều lượt xem, theo dõi và chia sẻ. Mới đây, anh chàng này đã cho ra mắt một đoạn video về trò đùa với trái dưa hấu. Với mọi người, dưa hấu là phải bổ ra, gọt bỏ vỏ và ăn. Nhưng với anh, dưa hấu cũng có thể lột vỏ như rất nhiều loại trái cây khác. Tất nhiên, đây chỉ là một đoạn video hài hước của Mark. Từng bước trong quá trình tạo ra một quả dưa hấu có thể dùng tay để lột vỏ đã được anh chàng vui tính này mô tả rõ trong video. Chọn hai quả dưa có cùng hình dạng và tương đương nhau về kích thước. Gọt bỏ toàn bộ lớp vỏ của một quả dưa cho đến khi không còn nhìn thấy màu xanh của vỏ nữa. Gọt tiếp bỏ những phần màu trắng để quả dưa chỉ còn lại một màu đỏ duy nhất. Đến lúc này, nhìn quả dưa trông có vẻ khá ổn. Nhưng để mọi người tin rằng đây hoàn toàn là một quả dưa bình thường và không có bất cứ tác động nào từ bên ngoài, Mark đã dùng một miếng rửa chén để làm cho quả dưa mịn màng hơn. Với quả dưa còn lại, Mark cắt đôi và lấy hết phần ruột đỏ bên trong, chỉ để lại lớp vỏ xanh bên ngoài. Sau đó, anh chàng này đã dùng hai phần vỏ này úp vào ruột quả dưa đã chuẩn bị từ trước. Vậy là đã hoàn thành xong một quả dưa, chỉ cần tách nhẹ lớp vỏ là có thể ăn được. Đây không phải là lần đầu tiên Mark thực hiện video với dưa hấu. Trước đó, anh chàng này cũng đã sản xuất ra một công thức làm đồ uống dưa hấu nguyên quả chỉ với các đồ dùng và dụng cụ đơn giản như móc áo, ốc vít và chén nhựa. Video này sau khi xuất hiện đã nhận được sự chú ý của mọi người với 5,5 triệu lượt xem. Trào lưu làm đẹp lạ lùng khiến giới trẻ thích thú là dùng lông mi giả có gắn đèn LED, đặc biệt là với các tín đồ thời trang. Đây trở thành một phụ kiện độc đáo, chứng tỏ cá tính mạnh mẽ, đầy huyền bí, ảo diệu. Bộ lông mi giả này có tên là F-Lashes, với thiết kế thành một dải dài uốn cong và gắn lên lông mi. Nó được tạo nên bởi các bóng đèn LED siêu nhỏ và phát sáng bằng nguồn điện 3,3 V từ một chiếc pin đồng hồ. Sản phẩm này là sự kết hợp độc đáo giữa công ty công nghệ Arduino và anh chàng gốc Việt tên Tiên Phạm đồng sáng tạo. Ánh sáng của đèn LED luôn thay đổi màu sắc cũng như các chuyển động ánh sáng khi người đeo nó lắc đầu hoặc di chuyển cơ thể. Càng cử động mạnh, đèn sẽ chuyển đổi theo càng nhanh. Cách thức sử dụng loại lông mi này khá đơn giản. Ở mỗi bên lông mi đều có gắn một sợi dây mảnh như sợi chỉ. Nó có phần cài tai vô cùng tiện lợi. Chỉ cần gắn lên lông mi như gắn lông mi giả, sau đó đeo sợi dây lên vành tai là được. Người dùng có thể gắn chúng lên mi mắt của mình bằng keo dán mi để chắc chắn hơn. Rất nhiều cô nàng hot girl, beauty blogger ưa chuộng loại phụ kiện mới này. Chỉ cần gắn lên lông mi, ngay lập tức đôi mắt trở nên lấp lánh dị thường nhờ sự chuyển động của đèn LED. Đặc biệt vào ban đêm, đôi mắt được gắn đèn LED sẽ phát huy tác dụng ảo diệu cực hiệu quả. Bạn không phải make up quá cầu kỳ, chỉ cần gắn đôi mi này đã đủ nổi bật rồi. Giới trẻ Việt Nam cũng đổ rầm rầm trước sự lung linh huyền ảo của cặp lông mi gắn đèn LED này. Rất nhiều người bày tỏ muốn được sở hữu một đôi để có thể thỏa sức thể hiện bản thân. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng xu hướng làm đẹp này khá nguy hiểm cho người sử dụng. Ánh sáng từ đèn LED phả vào mắt dù rất yếu thôi, nhưng nếu đeo nhiều, liệu dễ có nguy cơ gây mù mắt không? Vẫn biết thời trang thường đi liền với vẻ đẹp, sự độc đáo và sáng tạo, mới mẻ. Tuy nhiên, có lẽ làm đẹp nên ở mức độ vừa phải để giữ an toàn cho chính bản thân và phải tìm hiểu thật kỹ trước khi gắn một thứ gì đó lên mặt mình, các bạn nữ nhé! Nghệ sĩ trang điểm người Úc Jacinta Vukovi là người sáng tạo ra xu hướng này. Cô chia sẻ, vào một ngày khi cô tình cờ nhìn thấy lưỡi mình bị dính những hạt lấp lánh từ môi, cô đã nghĩ ra ý tưởng này. Cô bắt đầu làm cho lưỡi mình trở nên lấp lánh, khiến nó trở thành bộ phận nổi bật nhất trên khuôn mặt cô. Sau khi những hình ảnh về cách trang điểm có 102 này được đăng tải, đã ngay lập tức được lan truyền rộng rãi và một số người đã học theo.
Thực sự những chất dẻo lấp lánh này tạo nên màu sắc khá trẻ trung, nhưng chúng không ăn được. Dù vậy khi bôi chúng lên lưỡi, chắc chắn không thể tránh khỏi việc nuốt phải. Chất dẻo này không gây chết người trừ khi nuốt phải một lượng lớn, nhưng chúng có thể làm đau dạ dày hoặc gây tắc ruột, thậm chí có thể tệ hơn nữa. Không chỉ vậy, chất dẻo này có thể làm tổn thương lưỡi. Chúng chà sát vào răng và làm mòn men răng. Ngoài ra, chúng có thể chứa các hóa chất độc hại và mang theo vi khuẩn. Và do chúng là chất dẻo không phân hủy được nên chúng gây hại cho môi trường. Hơn nữa, vị của chúng thì chẳng dễ chịu chút nào. Bởi vậy, những chất dẻo lấp lánh này thực sự không thích hợp để bôi lên lưỡi. Và điều đáng lo ngại nhất chính là vật liệu làm ra những chất dẻo lấp lánh này không được quản lý chặt chẽ. Vì không phải thành phần chính được quy định nghiêm ngặt trong trang điểm nên không có gì đảm bảo cho sự an toàn của chúng với cơ thể. Ngoài ra, theo hướng dẫn sử dụng, các nhà sản xuất có thể đảm bảo rằng chúng an toàn cho má nhưng không có gì chắc chắn khi bôi chúng lên lưỡi. Bởi vậy, khi xảy ra nguy hiểm cho cơ thể, người sử dụng sẽ khó nhận được bồi thường nếu khiếu nại. Đây thực sự là một xu hướng tồi tệ, gây cho người sử dụng nhiều nguy hiểm. Hãy nhận thức rõ ràng được những nguy hiểm tiềm ẩn trong cách trang điểm này. Nếu muốn thử, ít nhất hãy mua những chất lấp lánh trong các tiệm bánh ngọt, nơi mà chúng được sử dụng như một thứ để trang trí cho bánh. Như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều thay vì mua bừa bãi.